Xin chào anh em nha. Hôm nay là cơm đĩa nó mới lại có hàng lại nữa nha anh em. Mà nó có hàng thì rất là ít nha anh em. Nó chỉ với mình về được có 7 cặp thôi nha anh em. Thì anh em nào cần thì cứ việc alo trực tiếp lại cho mình nha. Tại vì cơm đĩa nó hàng nó lúc gài là nó không có luôn nha anh em. Trên thị trường nó là có nhưng mà không có số lượng. Nhằm khi người lấy về đơn cặp 2 cặp thôi nha anh em. Cái này là hàng tháo xe mới. Bởi vậy nó rất là ít. Hàng tháo xe mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Rất là ít trên thị trường, nói chung là trên thị trường rất là hiếm. Rất là khan hiếm cái mặt hàng này nha anh em. Đùm dưới mâm thì nó rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái bánh đĩa của Futurelab này là nó rất là ít. Mình đặt là khoảng chừng 1 tháng trời mà nó chỉ có 7 cặp thôi nha anh em. Nhầm anh em khác cũng có nhưng mà có được về được 1 cặp 2 cặp là nhiều rồi nha anh em. Thì cái loại này là cái hàng tháo xe, có vỏ, có bạc đạn ống chỉ đầy đủ. Hàng zin Honda 100% nha anh em. Đó, có bạc đạn ống chỉ đầy đủ thì bao cho anh em đúng hàng zin 100% là đĩa bằng 4 lỗ. Thì cái cặp này á mình bán cho anh em á, với giá là 1.350.000 bao ship luôn nha anh em. 1.350.000 bao ship thì giá cả bên mình bán là nói chung là bảo đảm là rẻ nhất thị trường nha anh em. Nói chung là giá thì tương đối là rẻ cho anh em mà bao ship nữa thì anh em khỏi lo cái vụ mà tiền ship. Đó, chỉ có 1.350.000 bao ship nha anh em. Nhằm chỗ khác cũng có bán nhưng mà có thể cao hơn mình 50% tùy theo người chỗ bán nha anh em. Còn riêng bên mình bán là giữ cái giá đó hồi đó giờ luôn nha anh em. Hồi đó cũng 1.350.000, bây giờ không có hàng người ta lên mấy chục ngàn nhưng mà mình cũng không có lên giá luôn. Mình vẫn để cái giá đó 1.350.000 mình bán cho anh em luôn. Nhưng mà còn bao ship nữa nha anh em. 1.4 Roxy. Cầm mấy cái này á thì anh em khỏi lo, nó toàn bộ là hàng zin mới hết à. Không có lai tạp gì trong này đâu nha anh em đừng có lo nha. Đây có lỗ trong nè, thấy keo không anh em, thấy mấy ngóc người ta tháo ra có keo không đó. Nói chung là bao zin cho anh em đát 2023 2024 không được nha anh em. Nè cái trước là 2024 nè, cái sau cũng 2024 luôn nè nha anh em. Tại vì nó không có số lượng nên bởi vậy nó tháo là năm nào nó tháo dài được vài cặp là nó hết rồi nha anh em. Rất là ít, y như mới luôn nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Quá đẹp luôn. Mấy cái chỗ này chạy chạy nè anh em, biết làm sao mà nó chạy chạy vậy không? Tại vì trong hãng người ta lấy cái cây vít á, người ta không biết khự á, người ta lấy cái vít á, người ta khự lên, người ta lấy cái phốt ra nè, bởi vậy nó hơi bị chạy chạy nè nha. Thì anh em nào về xài mình lấy cái phớt mình đậy lại là nó không có thấy nha anh em. Cái dấu này nè, lúc đầu mình tưởng đâu là cái gì, cái mình hỏi hãng á, tại hãng nó báo là do mấy thợ lấy cái vít á, lấy cái vít dẹp á, người ta khử, người ta lấy cái phớt chỗ này lên cái nó bị chạy vậy nè. Đó thì chạy chỗ này là nó không ảnh hưởng gì hết nha anh em mua cái phớt anh em chụp lại là xong, tại vì bắt buộc là phải có xài cái phớt ở trong này đó. Thì nói chung là đẹp hết nha anh em, y như mới. Bánh trước 1.4, bánh sau là 1.6. Cái này là xài má đùm nhỏ nha anh em. Đời mới bây giờ là toàn bộ là xài má đùm nhỏ hết nha. Không có còn xài má lớn nữa. 1.6, cầm mới, đùm mới hết. Đẹp hết nha anh em. Nói chung là không có lỗi lầm gì hết. Bao đẹp cho anh em. Y như mới. Rồi bộ căm đùm nền này thì bán cho anh em có giá là 1.350.000 bao ship nha. Còn anh em nào muốn mua thêm cái đĩa zin nè, cái đĩa zin là 200.000 nha anh em. Cái đĩa zin theo xe hàng tháo xe mơ zin là 200.000, 4 con ốc là 50.000, 4 con ốc, ốc zin này nha anh em, ốc zin tháo xe mới luôn nè. Đó, nó có keo nè anh em thấy không, ốc zin mới 50.000 một con, 50.000 4 con. Thì cái hình thức bán hàng bên mình á, thì anh em nào đã từng mua hàng bên mình rồi á thì mình ship code toàn quốc nha. Còn chưa mua hàng thì cọc giùm mình 100.000 nha anh em. Chưa mua hàng thì cọc giùm mình 100.000 nha anh em. Chưa mua hàng thì cọc mình 100.000 thì cái phần cọc đó là mình bảo đảm cho anh em là không bao giờ mất cọc nha. Trời đang mưa nha anh em. Đang mưa nên nó hơi bị ồn. Mưa đầu mùa luôn à. Ở đây là mới mưa, cơn mưa đầu tiên luôn. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em.